gì chị thấy không? Có dây lái thấy buộc dây lái luôn. Buộc dây lái vô cây đó. Dạ xin trân trọng kính chào quan viên hai họ cùng các vị khách quý có mặt tham dự trong buổi tiệc tại thành hôm nay. Các ngươi xin được mặt khác thay lời ông bà nhà nhà cũng là ông bà chủ hôn, nam nữ chủ hôn. Xin kính mời quý ông và quý bà bên nam hôn cũng như bên nữ hôn. Dạ xin kính thưa quý quan viên đại họ cùng các vị khách quý, hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 12 năm 2023 là ngày thân thiên chi nhật quỳnh đạo chi thời. Hai họ Trần Lê đã kết thành tham gia cho hai em chờ chân phúc và chi nhi sắc viên vào chậu. Bây giờ giờ này họ gia đình đã rước dâu về đến tận tư gia. Kính mời quý ông và quý bà, quý cô anh nhân, quý gia chúng thiếp kính mời đến bàn hội đồng dự thượng môn phái dự chứng kiến cho ngày thành hôn của hai cháu. Một lần nữa xin kính mời và kính mời. Ơi chợ. Ơi giời giời giời. Dạ xin kính mời quý ông và quý bà, quý cô thanh nữ, quý cậu thanh niên họ nhà bên nam hôn cũng như bên nữ hôn đồng ăn cọ dọc trang dùng trà ngon bánh ngọt với họ nhà chay. Một lần nữa xin kính mời và kính mời. Buổi lễ thành hôn của em út hôm nay, nhanh chân đến trước chậm bước đến sau, nếu có ở phía trước nhà đẹp cháu xin kính mời đến bàn hội đồng nhắn chúc ngủ nằm mừng ngày thành hôn của hai cháu. Hai em xe mặt thẳng về phía trước tầm xá bên quý ông hai xá và xá bên quý bà hai xá để gọi là ra mắt ông bà hiền đẹp. Hai em đọc xá bước xá. Vậy một lần nữa chắc xin kính mời giai cấp cô cậu cậu mợ dì dượng chú thím bác trai bác gái bác thân tộc bán điền gần xa, trong đó kính mời bác thông gia có ở phía trước nhà tiệc xin kính mời đến.
Vô bà. Vô.
phi điêu, phi điêu. Vô. Yo yo yo. Anh em lái.